Sáng nay, Sở Du lịch và Công an thành phố Huế đã phối hợp tổ chức buổi trao trả lại tiền cho du khách nước ngoài bị chủ xe xích lô lấy giá gấp đôi khi đến tham quan tại thành phố Huế. Cụ thể, hai vợ chồng bà Helen Glover, người Úc đến Huế du lịch, khi thuê một xe xích lô trong một giờ để đến Đại Nội, thì hai ông bà được chở đi vòng vèo nhiều nơi nhưng lại không đến Đại Nội và được chủ xe yêu cầu trả 800.000 Việt Nam đồng. Mặc dù đã có tranh cãi rằng đó không phải mức giá được đưa ra ban đầu, nhưng chủ xe vẫn kiên quyết lấy giá đó. Sau khi trở về khách sạn, bà Helen đã viết câu chuyện này lên mạng xã hội và cho rằng đây là một trải nghiệm rất xấu khi đến Huế du lịch. Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, Sở Du lịch tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Huế tiến hành điều tra để tìm ra người lái xích lô này, đồng thời yêu cầu chủ xe phải trả lại số tiền đã lấy dư ra của du khách. Trong sáng ngày 17 tháng 5, hai vợ chồng bà Helen đã có mặt và nhận lại số tiền 400.000 Việt Nam đồng. Bà Helen bày tỏ niềm vui khi được ngành du lịch và các cơ quan chức năng của Huế xử lý nhanh chóng kịp thời vụ việc. Tài xế xích lô đã gửi lời xin lỗi đến hai du khách và cam kết sẽ không tái phạm.